Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận, giới thiệu, mua bán nhà đất, khu vực, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay là Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình một miếng đất ruộng thuộc xã Phú Quế, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Và tổng diện tích của miếng đất này là nó 3.500m nha anh chị em. Và ngang trước, ngang sau, ngang nào cũng là 19m hết. Và hai cạnh dài của nó, cạnh nào cũng là 180m nha anh chị em. Và cũng từ vị trí của miếng đất này mà ra tới ngoài cầu Mỹ Thuận của Vĩnh Long mình á, thì nó mất hết 34 phút chạy xe. Khoảng cách của nó là 23 km. Và cũng từ cầu Cần Thơ, anh chị em mình muốn qua đây mua 3.500m đất ruộng này á, thì mất hết 44 phút chạy xe. Khoảng cách của nó là 30m. Và cũng từ bến xe miền Tây, anh chị em mình muốn về đây mua miếng đất ruộng này á, thì mất hết 2 giờ 40 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 131 km. Hôm nay đi quay phim giới thiệu đất cho anh chị em mình, phải nói là trời bữa nay nắng là không tả nổi. Có nghĩa là vừa quay chừng khoảng 1-2 phút phải lau một cái mồ hôi. Trời ơi, ông đổ nắng mệt đến nỗi mà nó đổ xuống ướt áo luôn. Và kênh của Toàn anh chị em, ngày nào thì cũng như ngày nấy, cứ 5 giờ chiều là Toàn sẽ đưa đất, đưa nhà lên bán. Và đất với nhà toàn bộ Toàn nhận trực tiếp với chủ nhà, chủ đất luôn. Toàn không hề nhận qua trung gian nha anh chị em mình. Bởi vậy anh chị em mình có nhu cầu mua đất đai thì vui lòng đăng ký kênh của Toàn. Tại vì ngày nào cũng như ngày nấy, ngày nào Toàn cũng đưa đất đưa nhà lên bán, thì thế nào cũng có 1-2 miếng gì đó nó phù hợp với anh chị em mình coi mua rồi ủng hộ Toàn luôn. Còn vấn đề giá cả là do chủ đất, chủ nhà người ta quyết định giá nào rồi người ta đưa cho Toàn giá đó, và Toàn cũng đưa lên y chang vậy luôn. Toàn không hề kê giá trong này nghe anh chị em mình. Và anh chị em mình xem đất á, anh chị em mình thấy cái miếng đất nào được á, thì anh chị em mình cứ bình luận dưới video này nè, rồi Toàn sẽ coi đó, Toàn trả lời ngay cho anh chị em mình. Chứ anh chị em mình điện thoại đôi khi Toàn nhiều đất quá, Toàn không thể nhớ được hết. Và đôi khi anh chị em mình cung cấp giá cho Toàn á, đưa không đúng, giống như cái giá Toàn đưa lên đây rồi Toàn tìm cũng ra. Chịu khó đi, cứ bình luận dưới video là Toàn sẽ trả lời ngay. Và chủ kêu bán với cái giá là 450 triệu cho 1.000m² nghe anh chị em mình. Anh chị em mình nhìn trước mặt cái video của Toàn đó, nguyên cái bờ đê đó là quay ngang cái lộ của trước đất mình đó anh chị em mình. Cái lộ trước đất mình á là xe hơi chạy thoải mái luôn nha. Lộ là lộ đan, nhưng mà lộ đan nó tới 2 mét mấy 3 mét lận, con lộ bự lắm. Anh chị em mình theo Toàn lần trước rồi Toàn quay cho anh chị em mình xem luôn. Và trước cái con lộ mình nó có một con kinh sáng nữa. Nói chung miếng đất này nó mua canh tác làm ruộng làm vườn thì cũng rất là ngon. Còn về lúa này thì anh chị em mình có mua thì cũng phải cho người ta gặt lúa một cái nghe trời. Chứ mua mà không cho người ta gặt lúa là uổng công người ta chăm sóc. Lúa này cũng chừng tháng hơn tháng nữa là thu hoạch chứ gì. Ở đây thì nhà bà con mình cũng có ở lưa thưa, có nghĩa là khoảng chừng 100m đến 200m cũng có một cái nhà. Nhưng mà ở đây vấn đề về điện thì Toàn không thấy nghe anh chị em mình. Với lại nước máy thì không có, chỉ có nước kinh sáng thôi. Trời nắng quá quay không nổi anh chị em mình ơi. Thôi để Toàn cắt cái video bớt nha, rồi ra ngoài lộ Toàn quay con lộ cho anh chị em mình xem cái nữa, anh chị em mình chia tay đi. Nói chung là miếng đất ruộng mình nó là vậy, chứ quay dài với trời nắng quá quay không có nổi. Trước mặt Toàn nè anh chị em là con lộ của đất mình. Con lộ của đất mình là đường lưu thông hết nha anh chị em mình, không có đường cùng đâu. Và theo màn hình của Toàn á, anh chị em thôi để Toàn bước lên lộ rồi Toàn quay cho anh chị em mình xem luôn đi cho nó dễ. Rồi giống vậy cũng có mấy bước nữa đầu cũng lên tới lộ nó rồi. Đất này thì chưa thấy chủ cấm nọc ranh giới. Khi nào mà anh chị em mình mua á, Toàn dẫn xuống xem đất rồi thấy được muốn mua rồi á, Toàn sẽ yêu cầu chủ đất rồi coi cấm nọc ranh giới hẳn hoi cho anh chị em mình. Chứ đất đai mà phải đâu đó hẳn hoi đi cho nó dễ. Để lưu su bu này nói chung sau này nó mệt lắm. Đây là con lộ trước đất mình anh chị em mình. Đó, nhìn theo camera của Toàn á, cái đường này nó sẽ ra ngoài đường 908. Đây ra đụng tới đường 908 thì nó mất 26 phút chạy xe. Khoảng cách của nó là 17 km nha anh chị em. Đó, lộ đan chà bá luôn anh chị em thấy không? Xe hơi là chạy thoải mái. Còn đây là con kinh của trước đất mình. Để chỗ này trống trống đi cho quay nó thấy đẹp đẹp một chút. Đây là cái con kinh sáng của đất mình. Con kinh sáng của đất mình chắc nó rơi khoảng chừng 15-20 mét gì đó anh chị em mình. Ồ, nước phèn quá ha. Và còn cái hướng ngược lại, cái hướng này, cái hướng này thì nó sẽ đi ra ngoài chợ Phú Quế. Ra đây ra ngoài chợ Phú Quế thì chắc khoảng 9 phút chạy xe. Khoảng cách của nó là 2 km thôi nha anh chị em. Ra ngoài đó thì trường học đầy đủ chưa. Đây là xung quanh của đất mình
bà con thì cũng có ở nhưng mà lưu thưa thôi. Đây, qua đây mới là miếng đất của Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình. Để Toàn bước qua đây, Toàn quay đứng trên lộ, Toàn quay xuống miếng đất cho anh chị em mình xem nè. Đó, đây là cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình đây. Anh chị em mình muốn xem đất thực tế hơn á, thì vui lòng liên hệ với số điện thoại nó trên màn hình đó anh chị em mình. Rồi Toàn dẫn cho anh chị em mình xem, rồi chỉ nọc ranh giới cho anh chị em mình biết luôn. Đó, miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình nó chỉ vậy thôi. Bây giờ Toàn xin chào, kính chúc anh chị em mình á thật nhiều sức khỏe nha. Chứ nắng quá nói chuyện cũng không có nổi đâu.